Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của anh, channel Vui Tạc Jimmy. Ok, chúc các bạn một buổi chiều. Nói chung thì cũng sắp tối rồi, cho nên bây giờ thì cũng chúc 501 anh em của mình một buổi chiều tối thật là tuyệt vời, tí nữa ăn cơm rồi. Nói chung là hôm nay là cuối tuần thì rất là hiếm khi mình được quay clip chúc các bạn một buổi tối, một buổi chiều. Lúc trước thì có, chứ bây giờ mình rất là ít làm clip buổi chiều. Hôm nay thì hôm nay mình làm clip thì chỉ nghiêng về anh em của mình thôi. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip buổi chiều liên quan tới không có đánh nhau hay làm game gì cả. Hôm nay mình sẽ kỷ niệm một cái mốc sự kiện, cũng như là ra một cái clip rồi cái nội dung gọi là câu hỏi và cũng như là thử thách. Đầu tiên thì cho anh em xem cái này. Ở đây các bạn hiện tại đang thấy có ba mốc, gọi là đây, tức là có ba cái mốc đây. Một mốc là người đăng ký, đây kéo xuống cho anh em thấy rõ, người đăng ký, số người đăng ký đã đạt được và số người đăng ký bị mất. Hiện tại thì anh em thấy có ba dòng đây, thì mình sẽ giải thích luôn. Người đăng ký, cái mốc đầu tiên, người đăng ký có nghĩa là số đăng ký hiện tại mà kênh mình đang có, số người đăng ký đã đạt được, tức là tính cả tổng cộng tất cả cái số người subscribe đạt được. Còn số người đăng ký bị mất, tức là các bạn cũng đã biết rồi, đó là chính là những cái bạn bỏ subscribe của mình hoặc là những cái subscribe bị mất. Thì cái subscribe bị mất thì của mình hiện tại chỉ còn 2 subscribe thôi, là tròn 1.000 rồi. Cho nên hôm nay mình làm clip này coi như kỷ niệm 1.000 subscribe bị mất. Coi anh em xem mình đã bị mất đi 1.000 subscribe. Nói tới đây mình rất là đau lòng, mình chỉ muốn khóc thôi, mà không biết khóc có được ích lợi gì không, cho nên thôi mình khỏi khóc. Thì hiện tại anh em đã thấy, hiện tại mình mất đi 1.000 subscribe. Cái số người đăng ký bị mất này thì có thể do hai lý do. Một là do tài khoản, cái tài khoản mà các bạn subscribe cho mình lâu ngày không vào, lâu ngày các bạn không vào, cho nên YouTube nghĩ là tài khoản nó đã bị mất hoặc là không có người chơi lâu ngày thì nó sẽ xóa đi. Thì sau khi cái tài khoản nó bị xóa đi thì cái subscribe của mình cũng sẽ bị mất, đó là về một nguyên nhân. Còn về nguyên nhân thứ hai thì nguyên nhân đó là chính tay của các bạn subscribe mình, sau đó các bạn sẽ nhấn thêm một lần subscribe nữa, nó thành unsubscribe, tức là các bạn bỏ subscribe của mình. Đó, cái nguyên nhân thứ hai là cái nguyên nhân rất là đáng buồn. Còn cái nguyên nhân thứ nhất thì do thời gian, lâu ngày các bạn quên mật khẩu hay gì đó thì YouTube xóa thì không nói rồi. Còn về nguyên nhân thứ hai thì rất là đáng buồn. Đó, như các bạn đã thấy hiện tại thì mình đã mất 1.000 subscribe. Tổng cộng số người đăng ký từ trước đến giờ của mình là 5.800 rồi, tức là cũng gần 6k rồi. Nhưng mà do các bạn, do mình bị mất đi. Ai gọi vậy? Ok, mình đã quay trở lại đây. Hồi nãy có thanh niên fan gọi cho mình kêu mình sâu ạ. Thì nội dung mình hôm nay, nội dung đầu tiên mình chỉ nói vậy thôi, đó là mình để mất đi 1.000 subscribe cho nên thôi cũng kỷ niệm. Cái tính của mình thì thấy tròn tròn là mình thích sâu cho anh em xem lắm, cho nên anh em có thể thấy được cái số lượng subscribe của mình tổng cộng là cũng gần 6k đấy. Nhưng mà do bị mất 1.000 subscribe rồi cho nên bây giờ chỉ còn 4.000 mấy thôi, rất là đáng buồn. Nhưng mà không sao, buồn thì buồn thôi chứ mình cũng không có vấn đề gì cả. Mình đang rất là vui tại vì anh em vẫn ủng hộ cho mình, cho nên mình chỉ sâu lên vậy thôi chứ buồn làm gì cho mệt. Còn cái về nội dung thứ hai thì hôm nay mình cũng lâu lắm rồi mình chưa làm clip thử thách với lại clip trả lời các câu hỏi, cho nên hôm nay mình cũng tạo ra một cái sân chơi, gọi là mình sẽ đặt tên gọi là câu hỏi và thử thách kỳ 1. Tức là các bạn có những câu hỏi gì về thắc mắc chưa biết gì về của thằng Kim Mây, các bạn có thể comment ở dưới cái status Facebook này của mình. Các bạn có thể kết bạn Facebook của mình trước nha, mình sẽ để cái link Facebook ở dưới phần mô tả của video này nè. Đó, các bạn có thể comment ở dưới cái status Facebook này của mình, các bạn kết bạn xong các bạn vào comment có cái thắc mắc gì muốn hỏi á thì các bạn có thể hỏi rồi mình sẽ trả lời, hoặc là có cái thử thách gì hay các bạn nghĩ ra. Rồi ok, thì các bạn có thắc mắc gì, câu hỏi gì về game Vui Tạc Jimmy chưa biết, hoặc là cái thử thách gì đó mà các bạn nghĩ ra thích rất là hay, có thể ví dụ là nhân vật chính đi phó bạn hay là đi phó bạn gì đó cùng với con tướng nào, rồi tháo đồ hay là mang đồ thế nào đó. Cái đó thì chắc mình nghĩ chắc các bạn cũng đã biết rồi tại vì mình có làm thể loại này rồi đó. Nhưng mà bây giờ thì mình muốn đặc biệt, mình không muốn bỏ sót bạn nào hết, cho nên các bạn nếu mà có thắc mắc câu hỏi gì về game Vui Tạc hãy comment, cũng như là những cái thử thách các bạn cứ mạnh dạn comment đây, mình thì mình hứa sẽ thực hiện trả lời tất cả các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Mình đang ở status Facebook này thì nó mình sẽ theo dõi được rất là dễ dàng, chứ không có như video các bạn comment ở video thì mình rất là khó theo dõi video. Bây giờ thì mình sẽ đăng một cái status Facebook nha, mình sẽ đặt là câu hỏi và thử thách đó, Vua Hải Tặc Jimmy kỳ 1.
Rồi không biết chữ kỳ này viết y ngắn hay dài nó mới đúng nữa. Thôi kệ, để y ngắn đi cho nó làm. Rồi ok, mình sẽ cắt ra, mình sẽ ghi 501 anh em của mình. Nếu có thắc mắc câu hỏi gì, câu hỏi gì về game vua hải tặc, vua hải tặc đây, vua hải tặc cho nó chung chung cho anh em dễ hỏi, có gì hỏi vua tặc lậu nữa à, hoặc và đây, và những thử thách, thử thách vua hải tặc, vua hải tặc hay thú vị mạo hiểm đó. Mạo hiểm nó mới ghê các bạn, hay ho, hay ho nữa. Rồi ok, vân vân nha à, hãy mạnh dạng comment, dạng comment bên dưới thật nghèo nhé. Rồi ok, cắt tiếp nha, mình sẽ trả lời và trả lời câu hỏi. Mình hứa, phải ghi thêm chữ hứa nữa các bạn mới tin mình. Mình hứa sẽ trả lời câu hỏi, câu hỏi và thực hiện, và thực hiện thử thách, thử thách các bạn đặt ra, đặt ra trong thời gian sớm nhất nhé. Đó, cảm ơn tất cả các bạn comment, hãy comment nhiệt tình nhé, vì chúng ta là 501 anh em vua hải tặc Vinh Mi đó, phải như thế đó các bạn. Này sau khi mình đăng xong như thế này là các bạn cũng đã cùng hiểu về nội dung rồi đúng không? Mình nhắc lại một lần nữa là có câu hỏi gì về game vua tặc bạn chưa biết, và những cái thử thách game vua tặc để mình thực hiện thì bạn hãy comment bên dưới đây nha, bên dưới cái status Facebook này. Còn nếu các bạn nói chung thì dưới status Facebook đi đó, comment nhiệt tình vào à, có thể các bạn hỏi gì, đá khắc ấn rồi nhận nhiếc gì, những cái thứ này làm gì, rồi hệ thống này cấp mấy mở, rồi chiến đấu thế nào, vũ khí sinh mệnh nữa, nói chung tất cả thứ, rất là nhiều thứ. Giờ thì mình sẽ tiến hành đăng. Rồi Facebook của mình thì chỉ có một Facebook, đó là Bảo Nam thôi. Mình sẽ đặt cái link Facebook ở dưới phần mô tả video luôn. Bạn nào chưa kết bạn được với mình thì kết bạn Facebook. Còn bạn nào không có Facebook thì các bạn comment ở bên dưới video. Nhưng mà nếu không có Facebook thôi nha. Còn nếu mà có Facebook thì các bạn phải comment với Facebook. Mình sẽ dễ dàng theo dõi cũng như là thực hiện cũng như trả lời với bạn hơn. Đó, có bạn like cho mình rồi nè. Bạn Phạm Hoàng Minh hả? Bạn là bạn đầu tiên like cho mình cho nên mình sẽ show bạn lên TV. Rồi bạn Nguyễn Phương là bạn tiếp theo. Rồi thanh niên comment gì không, comment anh ơi làm gì, mình đã đặt ra cái status này cho bạn hỏi chứ đâu phải là các bạn kêu anh ơi. Rồi hôm nay cũng cuối tuần rồi, mình cũng một lần nữa rồi giúp đỡ các bạn ngày cuối tuần thật là vui vẻ tuyệt vời nha. Bây giờ thì các bạn hãy nhanh chân vào comment ở đây, tại vì ai comment trước thì mình sẽ trả lời trước và thực hiện trước, cho nên các bạn hãy comment trong cái thời gian sớm nhất nha. Bây giờ thì chào tất cả 501 anh em của mình nha. Ok bye bye tất cả các bạn, chúc các bạn tham gia comment nhiệt tình. Ok bye bye. Quan xem video của mình đừng quên like với lại subscribe đăng ký kênh nha. Và đừng có bỏ subscribe của mình nữa nha. Mình không có muốn mà số unsubscribe tăng lên 10.000 đâu. Mình không có muốn đâu. Rồi ok. Giờ mình tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn ngày cuối tuần thật là tuyệt vời nha.